Bộ Y tế cho biết từ năm 2024 đến năm 2030, thêm 4 vaccine được tiêm chủng miễn phí cho người dân. Đó là vaccine phòng bệnh tiêu chảy do virus Rota cho trẻ dưới 1 tuổi tại 32 tỉnh năm 2024, 41 tỉnh năm 2025 và triển khai trên toàn quốc từ năm 2026. Vaccine phòng bệnh phế cầu từ năm 2025, vaccine phòng bệnh ung thư cổ tử cung từ năm 2026, vaccine phòng bệnh cúm mùa từ năm 2030. Như vậy, từ nay đến năm 2030, nâng tổng số vaccine được tiêm miễn phí lên 15 loại.